Thưa quý vị, ngày 8 tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Việc ban hành và triển khai chỉ thị ngay sau Tết đã đáp ứng được về mặt thời gian, đặt nền kinh tế vào một nhịp rất khẩn trương để có thể khắc phục từ sớm những khó khăn vất vả của giai đoạn trước. Nhanh chóng triển khai chỉ thị của Thủ tướng, ngày 18 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 1897, yêu cầu các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. Chỉ thị số 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ mang tính toàn diện, đề ra rất nhiều nhiệm vụ, khởi động sau kỳ nghỉ Tết nhưng sẽ kéo dài cho cả năm. Đây đều là những yêu cầu bức thiết gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt, chỉ thị không chỉ đề cập đến những việc cụ thể để tạo ra của cải trực tiếp, mà còn cả những việc liên quan đến tháo gỡ thể chế gắn với tầm nhìn xa, ví dụ như đôn đốc thực hiện chính phủ điện tử, kinh tế số. Những chỉ thị như vậy là rất là kịp thời. Chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh để chúng ta và định hướng tốt để cho từ không những từ cấp trung ương mà đến cấp địa phương đều phải thực hiện để chúng ta lan tỏa các cái chính sách của chúng ta cho toàn bộ nền kinh tế. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, chỉ thị số 01 của Thủ tướng như một chất xúc tác, một chất kích thích, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt và có phân công rõ ràng cho các bộ ngành địa phương để tất cả thấy rõ công việc của mình, bắt tay vào thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã có một chuyến xuyên Việt và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các cái dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm chiến lược. Thì tôi cho rằng đấy là một thông điệp rất tốt gửi gắm đến cho cả hệ thống. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới 2022, tại văn bản số 1897 triển khai chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các sở ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra theo chỉ đạo của Trung ương. Phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022. Được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, địa phương trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cùng những dự báo đầy triển vọng về tình hình kinh tế xã hội trong năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bước vào năm mới với khí thế sôi nổi, đầy tự tin. Mục tiêu tăng trưởng của công ty năm 2022 là thực hiện 100% công suất nhà máy, và với dự báo GDP của Việt Nam năm 2022 là 6,8%, con số này rất đáng để chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được về tăng trưởng. Năm nay là năm mà chúng tôi thấy được là cái sản lượng khí và cũng như là cái khách hàng là phát triển một cách khả quan, và cái dự báo của năm nay là tình hình điện có thể là tăng trưởng từ 8,2 cho đến khoảng 12,4%, nên rõ ràng là phần về điện tăng thì rõ ràng cái nhu cầu về cái sản xuất điện từ khí cũng sẽ tăng rất là mạnh. Theo thống kê của Sở Công Thương, 2 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí của tỉnh đạt hơn 52.248 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch năm, tăng 5,85% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô tăng hơn 30%, tương đương 972,7 triệu đô la Mỹ. Trong đó, thị trường châu Âu tăng mạnh 5,6 lần, nhóm thủy sản tăng 61,2%, đạt 54,8 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 9.633 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến quý 2 năm 2022, một số có đến hết năm nay. Năm 2022 hiện nay thì trong tay chúng tôi đang có rất nhiều cái đơn hàng và hợp đồng làm cho nước ngoài, cho khách hàng nước ngoài, và khối lượng công việc đã đảm bảo cho anh em làm cho đến hết 2022. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng được kế hoạch, hiện nay thì chúng tôi đã nhận được cái đơn hàng cho đến tháng 5 năm 2022 và đang tiếp tục nhận tiếp các đơn hàng khác. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với phòng chống dịch COVID-19.
tiếp tục điều chỉnh phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhanh chóng di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu vực được quy hoạch. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp và nhân dân để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, trong đó xem cải cách hành chính là khâu đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai tốt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ cùng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ là động lực thúc đẩy Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu GRDP không tính dầu khí năm 2022 từ 7 đến 7,6%.